Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm nhân tử chung. Chúng ta biết cục này chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Đó chính là a mũ 3 trừ b mũ 3 bằng a trừ b nhân với lại a bình phương cộng ab cộng b bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cục này thành cục này, nó sẽ ra như thế này. Chúng ta biết cái này sẽ là x, cái này sẽ là y. Tiếp tục. Ở đây chúng ta có x bình phương y, ở đây có là x y bình phương. Bây giờ chúng ta làm nhân tử chung, đó chính là căn x y. Thì chúng ta sẽ có như sau. Căn x y nhân với lại căn x trừ căn y. Bây giờ chúng ta làm nhân tử chung cục này và cục này. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Và ở đây cộng cái này thành số 2. Chúng ta có thêm hằng đẳng thức thứ 2. X chính là căn bậc 2 của x tất cả bình phương. Y chính là căn bậc 2 của y tất cả bình phương. Chúng ta sẽ biến đổi cục này thành cục này. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.